Lộ ảnh thân mật của Hòa Minzy với Jay Lạ sau khi chia tay Công Phượng. Khoảnh khắc khá đẹp đôi của nữ ca sĩ bên một anh chàng điển trai. Dù những người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng xác nhận, nhưng thông tin cặp đôi Hòa Minzy và Công Phượng đã chia tay nhau đã được lan truyền rộng rãi cách đây ít ngày. Bằng chứng rõ rệt hơn cả phải kể tới dòng ta Tết tràn đầy tâm trạng xót xa của nữ ca sĩ viết về chuyện rạn nứt tình cảm. Hòa Minzy vẫn đang follow Công Phượng trên Instagram, còn nam cầu thủ thì không. Chân sút xứ Nghệ đã bỏ theo dõi cô từ hồi cuối tháng 6. Mới đây, một anh chàng đã cập nhật hình ảnh đại diện của anh và công khai tag Hòa Minzy vào bức ảnh này. Cả hai diện đồ tông xẹt tông cá tính khỏe khoắn và đặc biệt còn nắm tay nhau vô cùng thân mật. Giọng ca mưa nhớ còn ghé sát đầu vào vai người bạn khác giới này. Liệu có phải Hòa Minzy đã nhanh chóng có người mới sau khi đổ vỡ tình cảm với Công Phượng? Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!